Em xin chào cô chú anh chị. Hôm nay 24 tháng 6 ha, thì cũng soạn được một khách hàng lên giao lưu với cô chú anh chị ha. Dạ thì đầu tiên là mã số 1. Mã số 1 em là một set 5 cái 250k. Con kiến. Rồi một set 5 cái là 250k của chú anh chị. Và đường kính của nó là 7,5. 7,5 cao 7 ha. Mã số 1. Một set 5 cái 250k. Và mã số 2. Mã số 2 60k. Đường kính dĩa là 23, cao 2,5. Và mã số 2 60k. Mã số 3 80k. Đường kính là 11,5, cao 5,5 và mã số 3 80k. Mã số 4 75. Chiều ngang là 18. Chiều dài là 25,5. Cao là 5,5. Và mã số 4 75k. Mã số 5 35k. Đường kính là 14, cao 4 và mã số 5. Mã số 6, 2 cái 80k. Một cái trắng, một cái đen. Này về không biết cái gì, em nghĩ chắc nó là lót nồi. Đường kính của nó là 21. Đường kính 21 và mã số 6 2 cái 80k. Mã số 7. Đường kính tô là 17,5, cao 9 và mã số 7 70k. Mã số 8 4 cái 40k.
Dạ, mã số 8 này ạ. Mã số 9. Đường kính là 17,5, cao 2 và mã số 9 hai cái 70k. Và mã số 10. Cái này ở miệng nó có mẻ chút xíu ha cô chú anh chị ha. Và đường kính là 9, cao 5,5. Và mã số 10, một cặp 120k. Mã số 11. Một cặp 50k, một cặp dụng cụ giác nước cam của chú anh chị bằng thủy tinh. Dạ rồi, mã 11, một cặp 50k. Mã 12, hai cái 40. Đường kính là 13, cao 4,5. Dạ mã 12 ạ. Hai tô hai muỗng 60k. Tô trắng. Đường kính là 15,5, cao 4,5. Và mã 13, một cặp 60. Mã 14. Mã 14 là 9 cái chén chấm của chú anh chị, 9 cái 90k. Và đường kính của nó là 10. 9 cái chén chấm có thư pháp. 9 cái 90k. Mã 15, 180k. Đường kính dĩa là 30,5,
cao 3 và mã 15 180k. Mã 16 hai cái thủy tinh 80k. Cái lớn đường kính là 22,5, cao 4. Cái nhỏ đường kính là 19, cao 3 và mã 16, hai cái 80k. Mã 17, ba cái gạt tàn 100k của chú anh chị. Hai cái có màu, một cái trắng. Đường kính là 10, cao 3,5 và mã 17, ba cái 100. Tám 30k. Đường kính là 19, cao 6 và mã 18. Mã 19, 4 cái 60k. Dạ, mã 19 ạ. Mã 20, 30k. Đường kính dĩa là 19, cao 3,5 và mã 20. Mã 21, một cặp 70k. Đường kính là 8, đường kính 8 cao 5,5 và mã 21. Mã 22, một cặp 50k. Đường kính ly là 8 cm, cao 8,5 và mã 22, một cặp 50. Mã 23, hai cái 90k.
Đường kính là 19, cao 2, dạ mã 23, hai cái 90k. Mã 24, hai cái 90k. Dị trơn. Đường kính dĩa là 21,5, cao 2,5, và mã 24, hai cái 90k. Mã 25, ba cái một cái 45k. Đường kính là 21, cao 2, dạ mã 25. Rồi, tiếp theo là mã 26. Mã 26, 5 cái 50k. Cái chén chấm hơi vuông vuông như thế chị. Dạ mã 26, 5 cái 50k. Mã 27, 400k. Cái miệng mình nó có chút xíu, để em đo cái đường kính thân mình nó khoảng tầm 15, chỗ to nhất là khoảng 15, chiều cao là 23, dạ mã 27, 400k. Mã 28, 40k. Như vẽ cái gì? Đường kính dĩa là 21, cao 2, dạ mã 28, 40k. Mã 29, 30k. Đường kính là khoảng 9 cm, cao 5, dạ mã 29, 30k. Mã 30, 65. Đường kính vậy là 24, cao 5, mã 30, 65k. Dạ thì hôm nay em xin phép kết thúc ở mã 30 ha. Cảm ơn cô chú anh chị dành thời gian theo dõi.